Alo, vâng, chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với trận thi đấu đầu tiên trong C3 thôi. Vâng, các game thủ nghỉ giải lao hơi giữa hai C là hơi lâu. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với kèo đấu 2-2. Gunny về lớp thi đấu với BB và Meo Meo. Hai game thủ đến từ Sky thi đấu với hai game thủ, một game thủ đến từ Clan Nao E Thái Bình và một game thủ đến từ vâng, Clan Nao E Hà Nội. Màn hình máy của game thủ Gunny là người cầm Hitty. Và bên lớp ở trận đấu này là người cầm Minoan. Vài Minoan quả đầu là hơi xấu nhưng cơ bản là có voi bù. Như vậy là cũng ổn thôi. Gunny lại tiếp tục được cầm Hitty. Nhưng ngày hôm nay thì Hitty có vẻ như Gunny chưa nuột cho lắm trận đấu đầu tiên ở trận đấu trong C đấu thứ nhất. Có một trận mà em thủ Gunny cầm Hitty. Nhưng kết quả thì không được như các bạn khán giả mong muốn. Nhưng dẫu sao thì bây giờ cũng đã khởi động lại C đấu mới. C đấu thứ ba, hai C đấu đầu tiên cùng có một phần thắng nghiêng về một đội, đó là hai game thủ đến từ Gunny và về lớp. Chúng ta hãy cùng đến màn hình máy của game thủ Gunny và Hitty xem có gì. Như vậy có heal, xác heal chết ở phía trên nữa. Thôi tạm thời là như vậy thôi. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy game thủ về lớp và về lớp lại là người chết dần. Nhưng đó cũng là một dấu hiệu đáng mừng thôi. Vâng, bên lớp cứ chết dân là khả năng giành chiến thắng ở C đấu đó là khá cao. Thường thì vẫn là như vậy. Vâng, như chết một dân thôi, anh đừng chết nhiều quá. Vài đôi voi, bên thủ bên lớp trận đấu này câu voi thì không chết, nhưng đi dò thì là oẳng. À, các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của Game TV. Kèo đấu giao hữu 22 giữa Gunny với lớp thi đấu với BB và Meo Meo được tường thuật trực tiếp trên hai kênh sóng AE1 và AE2. Kênh 1 là kênh thu phí có bình luận với độ nét chuẩn HD. Còn kênh 2 là kênh vâng miễn phí không có bình luận và độ phân giải là 360. Tôi xin cảm ơn hai nhà tài trợ Cellphonet và Sim Thăng Long đã tài trợ cho Game TV trong buổi tường thuật trực tiếp này. Và đây là trận vâng và đây là trận thi đấu đầu tiên ở trong C đấu thứ 3. Và ngày hôm nay thì ngoài kèo đấu đế chế này ra còn, chúng ta còn có thể sẽ được thưởng thức một trận bóng đá nữa. Vâng, giải AFF Cup ngày xưa hay được gọi là cái tên thân thuộc Tiger Cup. Hôm nay sẽ chính thức khởi tranh. Và Việt Nam là nước chủ nhà. Ngày hôm nay thì nước chủ nhà cũng sẽ vâng ra quân và thi đấu với một đối thủ đầy duyên nợ, đó là các vâng đối thủ đến từ Indonesia. Đất nước vạn đảo Indonesia. Vâng, nhắc đến cái tên Indonesia có quá nhiều những người nếu theo dõi bóng đá Việt Nam thường xuyên không thể không nhớ tới được những cái tên như Kurniawan Junianto, những cái tên khác nữa. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Vâng, các cầu thủ nhập tịch cũng rất nhiều. Indonesia nhập tịch, Philippines nhập tịch, Brunei cũng nhập tịch. Vì vậy bóng đá Đông Nam Á bây giờ đã sang một trang mới, khác đi rất nhiều. Việt Nam thì có thế hệ mới già như vâng mới như Công Phượng, Tuấn Anh, rồi vân vân và vân vân. Nhưng Myanmar thì cũng đang nổi lên với rất nhiều những cái tên của những đội trẻ U19 và phong độ khá tốt. Nhưng dẫu sao chúng ta vẫn phải hy vọng và chờ vào cái nền vâng cái lứa cầu thủ trẻ mới. Không biết là cái thời tôi còn sống thì có được xem Việt Nam dự World Cup hay không. Đó là rất nhiều những ước mơ.
Thôi bỏ qua những tình tiết về những trận đấu bóng đá chiều nay mới có. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với kèo đấu này. Màn hình máy của thủ viên lớp là người cầm Minoan đánh chém bài này. Công thức 24 trừ 1 và kích đời ở 11 phút 1x. Và như vậy là cùng cánh với Mèo ở trong trận đấu này vẫn lọt, nhưng Mèo là người không để ý, hoặc là vâng Mèo đã test thử nhưng không thể chui vào phía trong, hoặc là Mèo để dành, hoặc là Mèo để dành. Ở trận C đấu đầu tiên thì Mèo cũng đã có một pha chết vì cái khe, vâng cái khe rừng nho nhỏ, Mèo đã chết vì một cái khe rừng. Hơi khó khăn dành cho game thủ về lớp trong tình huống này, hơi khó khăn. Gunny thì sao, ta hãy cùng chờ xem. 28 trên 40 là tham lai đến từ game thủ Gunny. Một bài có quả phụ ở phía trong nhưng Gunny là người tìm ra là hơi muộn. Vâng, như vậy là tạm thời vẫn kín ở cái bãi gỗ vừa rồi. Một con cung R ra hơi muộn đến từ game thủ Gunny. 5 BA sóc nhưng một con ra hơi muộn. Với lớp tham này 26 trên 48 là tham này cũng này đến từ game thủ Việt lớp. Vâng, lên cái công. Nhưng với lớp thì có vẻ như là không làm hại được quá nhiều mà Mèo với một bài lên đời hơi muộn. À đây rồi, Mèo bánh xe chưa? Như này có bánh xe đến từ Mèo rồi. Hơi căng, không có giáp, không có công, vì vậy Mèo cực kỳ hổ báo và cáo trồn. Các bạn có thể nhìn thấy là có quá nhiều nông dân của thủ Mèo đang bú ba con voi này. Vâng, chém chết được con ngựa chém, sau đó thì mới tính đến cái mớ nông dân này sau. Vâng, không công và không giáp. Việc thi đấu bài này là rất khó khăn dành cho thủ Vietlop. Vietlop đã đóng chiếc BS này lần thứ 3 rồi mà vẫn chưa thành công. Rồi, đến lần thứ 4. Vâng, quá tan phải đến 4 bận. Xúc. Vâng, không bắn con ngựa chém. Bây giờ thì hai nhà cung bắt đầu chéo. Rất căng, Mèo là người ăn hoang rất tốt. Vâng, 35 trên 72 là tham lai lúc này đến từ game thủ BB. À xin lỗi bạn, đến từ game thủ Gunny. Nhưng một cái tham lai đến từ Hitty không có nhà như thế này là cực kỳ nguy hiểm. Vâng, cũng là Hitty đến từ game thủ BB thì phải. Nếu là Babylon thì là tươi, nhưng nếu là Hitty thì là cực kỳ khoai. Ra cùng xem Babylon hay là Hitty. Gunny thì đang bị đục. Không ổn cho lắm bài này. Không ổn rồi. Rồi kéo nông dân chạy thôi. Tụ cung R vào. Không ổn. Không ổn. Và Bi có quá nhiều những con cung R. Đến tầm này thì kể cả có là Babylon đi chăng nữa thì Bi vẫn vẫn có tay và điều tuần này thôi. Đúng là như vậy. Bi đang rất dẻo. Gunny cố gắng trèo được con dốc. Điều này cũng là khó khăn. Với lớp bây giờ anh ở đâu? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Với lớp vẫn giữ được cái timeline 25 và cố gắng lắm thì cũng lên được cái công rồi. Khoai. Gunny 35 trên 64. Nhưng có lẽ Bi bây giờ đã lên tới cái tham tầm khoảng gần 5 xích. Không ổn rồi. Vẫn loanh quanh cái tham này bằng đầu 3 thôi. Liên tiếp nhận đồ đến từ game thủ về lớp để sau quần. Thời điểm này là thời điểm mà game thủ Mèo Mèo cũng khỏe và BB thì cũng khỏe. 2 vs 1 thì B quyết định lùi vào. Còn những tình huống đấu tay đôi thì B cũng chả xoắn gì game thủ Gunny. Đó mới là những cái tình huống căng cỏ. Lọt ở phía trong được hay không? Tách 3 cung R thôi. Không nhiều. Vâng, cung R nở ra nhà BA thì lại bị ngựa chém chơi hết. Khoai, khoai lắm. Hãy
Tham Lai khó rồi. Gắn đi có lẽ là sẽ đi sai sau tuần này. Vâng, như vậy tỷ số là 1-0 ở trong thế đấu thứ 3 dành cho BB và Meo Meo. Một bài vâng nghèo quá, khó quá đến từ game thủ bên lớp và game thủ Gắn đi. Và chúng ta cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo ở trong thế đấu thứ 3 thôi. Vâng, thì cũng phải có đi có lại thì mới toại được lòng nhau. Cái bài này cứ đánh như vậy thì ai chơi. Vâng, 1-0 C3 dành cho BB và Meo Meo. Lần đầu tiên BB và Meo Meo vươn lên dẫn trước trong một trận đấu.